kia là chiếc xe cấp cứu, khả năng là chở bệnh nhân đi, chở người đến cách ly đi xét nghiệm. Xe vào này là dấu hiệu là có người sốt để đi kiểm tra. Nguy cơ đợt này là cao đấy, kiểu gì cũng dính. Chắc chắn rồi. Trường hợp này khó thở. Đấy. Bao nhiêu phần trăm thôi? Vừa mới vào mà đã Tâm dịch. có xe ô tô đến đón đi rồi này. Người cách ly vừa vào mấy tiếng đã có người phải đi, có dấu hiệu phải đi xét nghiệm. Thì tận đây thì mẹ anh biết thừa là chú Giang là nhận quyết định là dân làng này, tức là nhà cao bóng này. Đấy, để xe đã chở người có dấu hiệu sốt đi khám và xét nghiệm. Xe đã bắt đầu lăn bánh. Đang dừng lại ở cổng để phun thuốc khử trùng xung quanh xe. Đấy, xe đã đi ra khỏi cổng, đã đi ra khỏi cổng.
bên kia là khu vực nhà ở cách ly. Đấy, căn nhà 3 tầng.